xưng hô với Phật tử. Câu hỏi của Chân Đức hỏi: Kính bạch thầy, đối với các cư sĩ Phật tử, quan hệ xưng hô như thế nào cho đúng? Đáp: Đối với những người cư sĩ Phật tử, khi đến gặp chúng ta, nếu biết pháp danh thì gọi họ bằng pháp danh, còn nếu không biết pháp danh thì ta nên gọi họ bằng Phật tử. Biết pháp danh của họ là Minh Đạo thì gọi họ là Minh Đạo. Thí dụ, Minh Đạo đến thầy có điều gì không? Còn không biết pháp danh thì gọi họ là Phật tử. Thí dụ, Phật tử đến thầy có việc gì không? Đối với Phật tử thì nên xưng với họ là thầy. Dù chúng ta mới xuất gia cũng nên xưng với họ là thầy. Thí dụ, Phật tử giúp thầy một tay. Thí dụ, thầy làm lễ quy y cho các cháu. Xưng hô với những bậc cao niên. Câu hỏi của Chơn Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, đối với những bậc cao niên dân giả thì tiếp đón xưng hô như thế nào cho đúng? Đáp: Đối các bậc cao niên thì nên gọi bằng cụ, nếu họ không phải là Phật tử, còn nếu họ là Phật tử thì gọi là cư sĩ, xưng hô mình là thầy. Ví dụ: Thưa cụ, cụ đến thăm thầy có việc gì? Ví dụ: Hôm nay có duyên sự gì mà cư sĩ đến thăm chùa sớm quá vậy? Đó là những cách xưng hô. Thầy chỉ tóm lược để các bạn xưng hô cho đúng cách. Nếu xưng hô không đúng cách, người hiểu biết sẽ cười các bạn đó, cho các bạn là những người kém văn hóa, đi tu mà không biết cách xưng giao tiếp với nhau thì rất là xấu hổ, phải không các bạn? Vấn đề xưng hô rất là quan trọng, xin các bạn nên lưu ý học tập về những oai nghi tế hạnh này. Tuy nó không có gì lớn lao, nhưng con người lịch sự mà không biết cách xưng hô thì không còn lịch sự, phải không các bạn? Cách xưng hô với những người thân trong gia đình. Câu hỏi của Chân Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, quan hệ của người tu sĩ trong gia đình, họ hàng về cách xưng hô như thế nào đúng? Đáp: Quan hệ trong gia đình, họ hàng, cách xưng hô theo bình thường như thế nào thì xưng hô như thế nấy, không nên thay đổi, phải đúng theo phong tục nơi mình đang cư trú. Đối với tất cả cô, bác, chú, dì, cậu, mợ, anh chị em đều gọi đúng giai thứ của họ, nhưng riêng mình phải xưng hô với mọi người thì nên xưng là thầy. Thí dụ, thầy muốn nói với cháu Tâm điều này, hoặc thầy kể lại câu chuyện nhẫn nhục của Đức Thế Tôn cho mẹ nghe, hoặc mẹ hãy mua bố thí cho thầy một ít giấy để viết. Trên đây là những thí dụ, xin quý bạn hãy đón đọc tập sách Văn hóa truyền thống, tập 6, về oai nghi tế hạnh của người cư sĩ và tu sĩ Phật giáo, chỉ dạy rõ ràng mọi oai nghi tế hạnh của một con người sống có đạo đức nhân bản.